đánh giá nhanh Sony A7C sau một ngày quay và cái kết ngã ngửa. Ok, hôm nay mình review cái combo của bạn quay phim bên mình. Review nhanh nhá. Đây là chiếc A7C, Sony A7C và chiếc lens rất là nhỏ gọn đến từ Sigma, đó là 28-70 f/2.8. Ok, và mình đang cắm trên cái gimbal là RS Rolin RS3 lên máy này. Thì cái cảm nhận đầu tiên khi mà lên cái bộ combo này rất là nhỏ gọn, thế nhưng mà nó là full frame các bạn ạ. Full frame thì sao? F2.8 nó tẩy phông khá là tốt. Và con A7C này mình hơi bất ngờ với nó. Nó có màn lật. Một điều mình rất thích, mang cái tính năng và toàn bộ cái thông số kỹ thuật như cái máy cày quốc dân, đó là Sony A7 Mark 3. Và nó có màn lật. Màn lật thì sao nữa? Nó có cảm ứng và nó có tracking theo mắt người và tracking theo mặt. Và một điều thêm nữa mà mọi người không nhắc đến những cái review khác, mà đến khi mình trải nghiệm mình mới nhận ra, đó là cái hệ màu của Sony khi mà lên trên chiếc A7C này thì nó đã tốt hơn về skin tone nhá. Đó là cái da nó mịn màng hơn, màu nó chính xác, trung thực hơn. Và cái wide ba lăng nó xử lý, nó mình cảm nhận nó là nó tốt hơn so với chiếc A7 Mark 3. Đó là điều mình rất thích. Thì những cái điểm thua thiệt mà mọi người bảo là nó có không, nó chỉ có một khe thẻ nhớ. Ok. Và mình không thấy nó là một cái vấn đề gì quá lớn cả. Mình cứ cắm suột về một ngày và mình backup và mình thay thẻ khác cho những job ngày tiếp theo, thì cái việc hai khe thẻ đối với mình nó không quá quan trọng. Và nếu mà mình cứ dùng như thế rồi mình kiểm tra thẻ đầy đủ thì không việc gì mà các bạn sẽ phải cần hai khe thẻ trong một cái body máy cả. Bù lại chúng ta có một cái body máy rất là nhỏ gọn, một cái lens cũng nhỏ gọn, nhưng mà các bạn phải nhớ nó nhỏ gọn nhưng mà nó là full frame. Và khi đi quay thì thật sự là mình thấy nó gọn gàng, tuyệt vời, nhẹ nhàng, không còn gì để chê. Thì nếu mà mình biết sớm hơn thì mình sẽ đầu tư toàn bộ hệ thống của mình theo cái con này. Rất là hay, rất là đáng để các bạn thử trải nghiệm. Nếu mà giá mua lại thì chắc là nó sẽ đắt hơn A7 Mark 3 một chút. Thế nhưng mà mình thấy những cái nâng cấp của nó hoàn toàn là xứng đáng. Rất là nhỏ gọn. Nút quay trên đây nhá, nhỏ gọn này. Nếu mà các bạn sợ overhead gì, tại vì cái màn flip này lật ra thì các bạn có thể dán cái tàn sò ở đây. Đấy, xử lý rất là gọn gàng, đóng dích vào, ngay kể cả đóng dích rồi nó vẫn cứ nhỏ gọn. Đấy, cứ nhắc đi nhắc lại các bạn. Nhỏ gọn, nhanh, mượt, hệ màu tốt. Mình rất là bất ngờ và ấn tượng con này.